Hello các bạn, hôm nay Hải sẽ mang đến cho các bạn chiếc xe Ford Everest được độ theo phong cách F150. Với giá trị tổng gói độ lên tới hơn 300 triệu đồng. Và để biết thêm các chi tiết trong xe gồm những món độ gì, các bạn cùng đi vào chi tiết với Hải nhé. Về phần tổng thể phía bên ngoài xe, đó là bộ body kit F150. Bộ body kit này gồm những món gì? Đó là cản trước, mặt ga lăng, ốp cua bánh, đèn định vị F150, đèn gầm, đèn pha, nắp capo, phần vai trước và phần wide body, đó là má vè. Về phần trước đầu xe, Hải đã cho thay toàn bộ từ đèn, hệ thống đèn F150, mặt ga lăng, cản trước, rồi hai cái má vè của F150. Các bạn nhìn hình các bạn thấy nó thay đổi hoàn toàn, một phong cách nó rất cực kỳ là mạnh mẽ và thể thao. Trên nắp capo Hải cũng đã cho thay cái nắp capo theo dạng F150 luôn rồi. Về phần bánh xe thì Hải đã cho thay một cái bộ mâm 20 inch Fuel của Mỹ, kèm theo đó là cái lớp gai size lớn của VF Ultra, nhìn cực kỳ là hầm hố. Bên cạnh đó, các bạn có thấy cái màu sơn xe cực kỳ là bóng không? Hải đã cho phủ một cái lớp phủ ceramic, kèm theo đó là phần gầm này Hải đã cho phủ gầm quốc của Đức. Bên cạnh đó, các ốp đèn cũng như là cái tay nắm cửa Hải đã cho sơn màu đen nhám. Nhìn cái xe nó theo phiên bản on black cực kỳ là mạnh mẽ và nam tính. Tiếp theo đó là cái phần đuôi xe thì Hải đã cho gắn một cái nẹp đèn Everest màu đỏ nè. Cái cụm đèn sau cũng thay là cái cụm đèn LED, nhìn cực kỳ là cá tính và mang tính chất hiện đại luôn. Bên cạnh đó thì bốn cửa Hải đã cho làm là thành cửa hít tự động hết rồi. Ngoài ra Hải còn gắn thêm mấy cái chắn bùn để cho nó làm giảm cái độ dơ khi mà nước bắn ngang bên hông xe. Bên cạnh đó thì trong khoang nội thất của xe, Hải cũng cho nâng cấp một tính vài tính năng nhẹ nhẹ, đó là cái việc khóa màn hình nè. Toàn bộ xe là trang bị một cái camera 360 độ luôn, kèm theo đó là cái việc map H1AS. Bên cạnh đó xe cũng được trang bị một hệ thống là đề nổ từ xa. Cái này nó rất là thuận tiện khi mà bạn đi cho trong thời tiết nóng thì các bạn có thể nổ máy lên trước để cho máy lạnh ở trong hoạt động và bà cái hơi nóng ra ngoài. Và vừa rồi Hải cũng chia sẻ với các bạn một vài cái option được độ trên cái Ford Everest nâng cấp theo phiên bản F150 này. Để biết thêm về chi tiết cái từng món độ trên xe cũng như là giá tiền thì các bạn hãy liên hệ Hải theo số điện thoại bên dưới hoặc là comment thẳng vào clip để Hải tư vấn các bạn cho trực tiếp hơn. Bên cạnh đó thì mùa dịch này thì bên Hải cũng hỗ trợ các bạn là khi mà các bạn có cái nhu cầu mà làm xe đó thì các bạn cứ chốt với bên Hải và bên Hải sẽ cho xe kéo xuống vận chuyển cái xe đó lên xưởng cho mình luôn. Sau khi mà hoàn thành xong thì bên Hải sẽ giao tại nhà cho khách hàng. Cái điều này là rất là tiện lợi cho các bạn nếu các bạn thích.